Hello, xin chào cả nhà YouTube. Hôm nay mình sẽ đi ra ngoài quay hoa tulip cho cả nhà xem nha. Hôm nay ngoài trời đang là hiện tại bây giờ đang là 40 độ F. Hôm thứ hai là 90 độ F, bây giờ xuống 40. Anh believe evil. Ok, mời cả nhà theo chân mình nha. Tulip. Wow. Quá xinh đẹp. Hôm nay trời lạnh lắm cả nhà ơi. Mấy hôm trước là chỉ có thứ hai từng rồi là 90 độ. Bây giờ tự nhiên xuống còn có 40 độ F thôi. Đây là mùa hoa tulip cho nên người ta trang trí toàn là hoa tulip. Hôm nay trời hơi lạnh. Thời tiết ở Texas thì không bao giờ biết trước được hết. Hôm thì nóng, hôm thì lạnh. Mà đất cũng ok. Đây là con đường đầu đi vào đây nha. Đây làm có một cái hoa này cũng dễ thương nè. Đó, có xe đó chở cho những người mà đi lớn tuổi đi bộ không nổi thì đi xe đó đi. Đây đây là Dallas Arboretum. Năm nay là thời tiết thay đổi cho hoa nó ra sớm. Rồi đây là con đường đi vào, hai bên có hoa tulip rất là đẹp luôn. Xô lạnh nha cả nhà, đi càng lúc càng thấm lạnh nha.
Mình là người rất là thích hoa, cho nên là có thể ngắm hoa cả ngày. Đó. Sợ đẹp luôn, hoa nở tươi thì là tươi luôn. Vào cái lúc hoa đang rất là đẹp luôn. Ở bên kia có một cam. Wow, đẹp quá. Bên kia là màu vàng. Wow, thấy con chim bay nữa. Đây. Đây là màu đỏ và màu trắng. Trời, màu đỏ với màu trắng chen vô nổi quá, đẹp quá. Đây. Màu vàng, da màu hồng đó. Đi thẳng vô trong đó. Rồi. Ở trong đây trang trí theo mùa, cho nên mùa nào ra mùa đó. Mùa này là hoa tulip. Là tulip nhiều. Có hoa đào. Rung tay luôn, nhà ơi. Ok, bây giờ mình ra đây mình ngắm lại một tí xíu nó rong rồi mình đi về nha cả nhà. Nãy giờ mình đi cũng 1 tiếng rưỡi trong đây rồi. Hơn 1 tiếng rưỡi rồi, lạnh quá. Với lại bây giờ cũng đứng gió đỡ rồi đó. Đây. Xem lại một lần nữa rồi mình đi về nha. Đi vào đây cũng vui lắm. Ok, xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại clip sau. Nếu các bạn xem clip thích nhớ bấm like, share and subscribe ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Thank you for watching my video. Bye bye.